Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video này. Hôm nay Thi đang đứng ở một cái vị trí đó là bên cạnh dòng sông Hà Thanh nha mọi người, đoạn giữa cầu Hoa Lư và cầu Đôi của thành phố Quy Nhơn. Thế thì đoạn này thì đang được giải phóng mặt bằng để mà thực hiện trong cái gói thầu mà cơ sở hạ tầng nối giữa cầu Đôi Quy Nhơn và cầu Hoa Lư. Vâng mọi người, thì đây là hiện trạng giải phóng mặt bằng hai bên bờ sông Hà Thanh hiện tại nha. Được san lấp một số điểm rồi. Thì đang đứng bên bờ sông Hà Thanh gần với Herbalife hơn. Đối diện vừa trong khung hình ta là núi Mồ Côi này. Và bên kia thì mặt bằng cũng đang được xử lý nha mọi người. Đầu đường Trần Hưng Đạo gần cầu Đôi á, đang hoạt động và chuyện công tác giải phóng mặt bằng. Thì dự án này thì được ba công ty trúng thầu cùng lúc đồng thành một cái liên danh công ty xây dựng của thành phố Quy Nhơn, và tổng gói thầu là lên 92 tỷ đồng, trong đó thì có 83,5 tỷ là chúng ta sẽ dùng kinh phí thi công, và 85 tỷ là chúng ta dùng kinh phí dự trù cho phát sinh đó. Thì hy vọng là khi mà cái đoạn này được hoàn thiện thì chúng ta sẽ có được cái bờ sông đẹp đẽ sạch sẽ, không phải là phải sức dạo bước trên khu vực này, đồng thời nó cũng là sẽ giải tỏa được áp lực giao thông bằng theo đó trong giờ cao điểm giữa trên con đường Trần Hưng Đạo của ta. Đó thì rất là kỳ vọng trong sâu trong 450 ngày được khi nhận bàn giao dự án thì đơn vị thi công tổng thầu sẽ hoàn thiện được. Thì hiện tại vị trí của Thi thì cũng rất gần Herbalife. Nhân đây thì Thi cũng đang bán Herbalife đó. Mọi người nếu mà ai có nhu cầu mua những căn hộ ở đây thì gọi điện cho Thi với số điện thoại 902-8227 nhé. Rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong cơ hội sở hữu một căn hộ Herbalife nha. Cảm ơn tất cả mọi người.